Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và cũng khá là lâu rồi thì mình mới làm lại một cái clip để mà review giày cho các bạn coi. Và hôm nay thì mình sẽ review một đôi giày đã nổi đình nổi đám trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 vừa qua. Đó là một đôi giày đến từ thương hiệu Espresso. Và mình sẽ nói sớm về Espresso một chút. Đó là đôi giày này thì của nam ca sĩ diễn viên của nhóm nhạc F4. Ngày xưa như là cái nhóm mà có Châu Du Dân với cả anh diễn viên và đóng phim Vừa Sao Băng thì mình cũng không rành cái này lắm. Anh này tên là Ngô Kiến Hào, anh ấy là founder của cái thương hiệu này. Và Espresso không chỉ là sản xuất riêng về giày mà còn làm về những cái mẫu quần áo và phụ kiện như là mũ rồi vỡ. Thì trong những cái sản phẩm của Espresso thì mình thấy ấn tượng nhất là đôi giày, ấn tượng nhất là những cái mẫu giày mà họ đã làm. Thì trên tay mình đã là một cái sản phẩm của Espresso ở đây. Nếu như các bạn có theo dõi những cái trang của nói về sneaker thì các bạn sẽ biết ngay đây là đôi giày nào. Và đây là đôi Espresso ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi. Khi mà mình cầm vào cái hộp giày này á, thì mình có cảm giác rất là thích. Tại vì hộp giày này làm bằng giấy và khá là cứng. Một cái điểm đặc biệt nữa trên cái hộp giày đó là về cái mặt trước này này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có chữ Espresso ở đây. Và những cái phần lửa ở đấy họ làm theo kiểu như là ngày xưa mình đi học có cái thước, mấy cái thước bằng nhựa ấy. Khi mà bạn thấy được góc nhìn thì sẽ tạo ra hình khác ấy. Thì các bạn có thể xem ở đây này, khi mình thấy được góc nhìn nha. Thì chữ Espresso có cảm giác như là họ tiện lại gần mình hơn. Và mấy cái lửa này thì giống như là đang chạy vậy. Đây là một cái điểm thiết kế rất là hay và rất là đặc biệt ở cái hộp giày này mà mình rất thích. Và làm cho cái đôi giày này có giá trị hơn rất là nhiều. Ở mặt trước của cái hộp thì sẽ có một cái logo của cái mộc của Espresso ở đây, giống như là cái mộc mình thấy đọc lên tem thư ấy. Phần bên này thì là thông tin của đôi giày. Thông tin của đôi giày này là mã code và đây là size giày và thông số của đôi giày. Đây là hình ảnh của đôi giày ở trong. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nha. Ở đây mình có một lớp giấy gói và một lớp, và đây là một cái miệng vải bố chứ không phải là cái túi để đựng giày như là mấy cái hãng giày khác người ta thường làm. Đây là một cái, còn đây chỉ đơn thuần là một miệng vải thôi. Mình chẳng biết là miệng vải này có tác dụng như thế nào, chắc là để lau giày. Thì trên miệng vải này cũng có một cái thì ở đây trên cái miệng vải này sẽ có thông tin về trang Instagram này rồi Weibo rồi WeChat này nọ. Tại vì cái hãng này là của Đài Loan sản xuất nên là họ thường xài những cái mạng xã hội này. Và đây là đôi giày của chúng ta ngày hôm nay. Đây là mẫu Espresso Slip On hiện tại mình đang cầm. Cái cảm giác đầu tiên khi mà cầm một đôi giày này á, thì mình thấy khá là nặng. Khá là nặng hơn so với những cái đôi giày bình thường khác. Và cái phần mình nghĩ nặng hơn chắc là do cái phần để bằng cao su ấy. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Và cái phần đế này làm cho mình gợi nhớ về một đôi giày mà mình đã từng mua, đó là đôi Superga. Thì nếu các bạn biết dòng giày Superga thì các bạn sẽ thấy cái đế này rất là giống với đế của Superga luôn. Và các bạn có thể thấy kỹ ở đây là cái độ dày của cái đế này này. Thì mình nghĩ là sẽ khá là bền. Bù lại thì cảm giác mang lên chân sẽ hơi nặng. Về phần thiết kế thì nếu như mà nhìn mua thì sẽ các bạn sẽ thấy được rất là nhiều điểm tương đồng với những cái đôi Converse mà mình hay thấy. Thiết kế làm cho đôi giày này trở nên đặc biệt hơn rất là nhiều so với Converse. Thì mình nghĩ đó là do cái bộ đế này nhìn rất là hầm hố và phá cách. Và khi mà mình nhìn vào ấy thì mình sẽ thấy là ở phần này các bạn thấy không phải là một phần cao su trải dài hết tất cả những cái ở đây, nhưng mà là những cái đoạn ngắn như các bạn thấy ở đây này. Đây rồi lại chắp vả thêm một miếng khác, một cái phần dài khác ở đây, một dài cao su khác ở đây, rồi lại tới ở đây, lại đứt khúc lại lên đây, không có liên tục. Và mình thấy đỉnh cao ở đây luôn á là cái phần này lồ ra cả phần đế của đôi giày. Và ngoài cái phần cao su ấy thì ở đây còn một cái lớp giống như là lớp gỗ ấy. Đây trên cái phần cao su này có một cái lớp giống như là lớp gỗ vậy. Và cái tab của đôi giày thường thường thì nằm trong như những cái thiết kế bình thường khác thì nằm trong là lưỡi gà hoặc là nằm trong cái phần hông bên cạnh đây. Còn riêng về đôi Espresso này cái tab lại nằm ở ngoài đây, các bạn có thể thấy
tắt lồn ra ngoài luôn. Đây còn một cái tem của Espresso nữa. Và điểm đặc biệt thứ hai ở đôi giày này ấy, chính là cái phần ở đây có những cái phần vải như là giống như là chưa được xử lý xong, nhưng mà nhìn rất là đặc biệt. Còn cái phần ở trên này ấy, thì ngoài cái phần mà tua vải ở đấy thì mình đánh giá là cũng không có gì nổi bật hơn so với những cái mẫu giày Converse khác, và vẫn là chất vải canvas bình thường. Đây. Và mình nghĩ cái dòng chữ piece by piece này chính là cái thông điệp mà nhà sản xuất cũng gửi tới cho mọi người ấy. Và mặc dù vậy nhưng mà trên đôi giày này mình vẫn còn một vài điểm khá là không hài lòng. Tại vì các bạn có thể, khi mà không biết các bạn có thể nhìn rõ không, nhưng mà khi mà mình cầm ở đây thì mình thấy trên này dính rất là nhiều cái sợi vải nhỏ, giống như lúc mà mình vừa cầm trong máy giặt ra. Thì cái điểm này mình có thể khắc phục một cách dễ dàng thôi, nhưng mà nếu mà họ để tâm một xíu tới vấn đề này thì mình nghĩ đôi giày sẽ hoàn hảo hơn. Lúc nãy mình cầm chiếc giày phải lên để review cho các bạn xem thì mình mới thấy là tại sao không có cái tem để tận dụng hàng giả ở đây. Thì thực ra là cái tem này là nằm trên chiếc giày bên trái như này. Thì đây chính là cái tem chống hàng giả của Espresso mà họ đã làm một cách rất là tinh tế ở đây. Đây. Thực sự thì mình mua đôi giày này cũng khá là khó khăn, tại vì thời điểm mà mình mua thì cứ restock đợt nào là sold out ngay lúc đó luôn, hoặc là chỉ cách 5-10 phút thôi. Và mình đã cắn rất là nhiều đợt restock thì mình mua được đôi giày này. Cái thời điểm mà đôi giày này vừa mới xuất hiện ở Việt Nam ấy, vừa biết tới đôi giày này và mình thấy có một vài cửa hàng ở Việt Nam họ bán ấy, thì mình đã thấy bán với một cái mức giá rất là ấn tượng luôn, từ 10 triệu đến 15 triệu cũng có. Khoảng một thời gian sáu cái thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 thì hiện tại đến bây giờ ấy, thì mức giá của đôi giày này đã hạ xuống và trở nên hợp lý rất là nhiều. Đôi giày này được rất là nhiều người nổi tiếng từng mang, ví dụ như là Địch Lệ Nhiệt Ba này, rồi cả Thứ Kỳ cũng có nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ on fit đôi giày này cho các bạn xem, và chắc mình cũng sẽ kết thúc cái video này ở đây luôn. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like và một subscribe ở dưới. Nếu như các bạn muốn mình review về đôi giày nào thì cứ comment ở dưới nhé. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ mua về và review cho các bạn xem. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. If ever I